Bên này là một cái một cái buồng nhỏ con bò, nhốt bò. Không ai đi xem à? Xuống dưới này mà xem này. 1911. Đây là bãi sông này. Đó. Đây, móng làm bằng xây bằng đá, kè rất là chắc. Móng đá. Đây, móng tường đá rất là chắc. Đây chắc trước kia là lục để cho cái gỗ cho vào. Phế tích khu Đèo Văn Long. Đổ nát hết rồi. Bên kia là hạng mục gì không biết. Nhà bên kia.